Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Hội thảo khoa học trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp. Quảng Bình, năm xã công bố hiện dịch tả lên châu Phi. Lê Thủy, vốn thị trường chính sách phát huy hiệu quả. Sáng nay ngày 16 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng DIC báo cáo phương án quy hoạch dự án khách sạn nghỉ dưỡng và Gold Resort Quảng Bình. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng DIC được thành lập từ năm 1990, luôn tiên phong trong việc phát triển các khu đô thị mới, các dự án bất động sản tại các thành phố vệ tinh, tạo dựng lên những cộng đồng dân cư mới, hiện đại và văn minh. Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã trình bày ý tưởng quy hoạch của dự án khách sạn nghỉ dưỡng và Gold Resort Quảng Bình. Theo đó, trên cơ sở phân tích địa hình địa thế, giá trị văn hóa lịch sử, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức của Quảng Bình, nhà đầu tư mong muốn biến dự án này thành địa điểm du lịch nổi tiếng mang bản sắc văn hóa Quảng Bình. Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích khoảng 280,51 ha thuộc xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Bên cạnh resort, khách sạn và sân golf độc đáo, cao cấp, dự án còn hướng du khách đến các hoạt động khám phá mang tính giáo dục với các trải nghiệm văn hóa bản địa. Khu phức hợp của dự án sẽ bao gồm công viên thảm hiểm hang đồng, công viên giải trí trị liệu chủ đề hang đồng, trung tâm thể thao dưới nước và hoạt động ngoài trời, chợ hải sản, không gian thương mại bản địa đặc trưng. Sau khi nghe tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng DIC trình bày quy hoạch dự án, đại diện các ngành địa phương liên quan đánh giá cao ý tưởng của nhà đầu tư và cho ý kiến về một số hạng mục cũng như việc điều chỉnh một số tuyến đường giao thông trong vùng dự án sao cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thuộc hiện quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng và công văn của Ban thường vụ tỉnh ủy sáng nay ngày 16 tháng 8, Ban tổ chức tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trừ hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp. Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên thường vụ, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, đại diện thường trực cả quyền thị thành ủy đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, đại diện thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân cả quyền thị xã thành phố. Hội thảo nhằm khẳng định sự cần thiết phải nêu gương trong giai đoạn hiện nay, xác định được những nội dung cốt lõi của việc nêu gương trong mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp cả ngành lĩnh vực địa phương đơn vị. Đánh giá được thực trang trách nhiệm nêu gương, chỉ ra những hạn chế yếu kém, nguyên nhân chính nhất là những khuyết điểm gây bức xúc trong xã hội do cản bộ đảng viên thiểu gương mẫu gây ra đề xuất những giải pháp cụ thể để đưa việc nêu gương trở thành việc làm tư giác thường xuyên và nề nếp nâng cao ý thức trách nhiệm tỉnh tiên phong gương mẫu của mỗi cản bộ đảng viên trước hết là cản bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhận mạnh, việc ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Thông qua hội thảo nhằm đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm làm rõ những nội dung cốt lõi về trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp các ngành trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cụ thể thiết thực hiệu quả để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác thường xuyên liên tục của mỗi cán bộ đảng viên trong truy thái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã nêu bốn nội dung để các đại biểu các nhà khoa học tập trung nghiên cứu thảo luận đó là trên cơ sở các quan điểm của đảng tư tưởng chủ tịch hồ chí minh về vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp để đánh giá thực trạng trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp ở quảng bình phân tích thực trạng để tìm ra nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm trong thực hiện trách nhiệm nêu gương thời gian qua làm rõ phương thức thể hiện vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt ở cả cấp cả ngành và địa phương trong tỉnh trong tình hình hiện nay. Đề xuất những chủ trương giải pháp để tăng cường tuyên truyền, phối hợp, kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng nhằm thực hiện tổ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hội thảo cũng đang nghe các tham luận của các đại biểu, các nhà khoa học về chuyên đề trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp từ ngày 16 tháng 8, Nghị định số 55/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức có hiệu lực và Thế thế Nghị định số 66/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nghị định quy định rõ căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ trợ, cơ quan tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của luật người khuyết tật. Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước, được hỗ trợ trước. Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện có trọng tâm, thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không trồng chéo, trùng lập. Hoạt động hỗ trợ pháp lý thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối về những thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình, năm xã công bố hiện dịch tả lên châu Phi. Lê Thủy, vốn tiền chương trình sách phát huy hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, đến nay ở Quảng Bình đã có 5 xã công bố hiện dịch tả lợn châu Phi, 14 xã có dịch đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ giữa tháng 6 năm 2019 đã làm chết và phải tiêu hủy 927 con lợn ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lê Thủy và thành phố Đông Hới. Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời trên quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh di tả phân công cán bộ phụ trách các địa bàn nhằm tăng cường giám sát, theo dõi và hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống bệnh di tả Thành lập các đoàn kiểm tra, thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin về tình hình diễn biến để kịp thời hướng dẫn chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống bệnh di tả Đồng thời, cấp hóa chất cho các địa phương về sinh môi trường chăn nuôi, tăng cường kiểm soát động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong những năm qua, ban chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Cụ thể, ban chỉ huy quân sự thị xã đã giúp nhân dân nào vẹt 200 m kênh mương tại xã Quảng Hoa, xây mới 100 m kênh mương nổi đông tại xã Quảng Minh, xây mới 40 m vuông sân nhà văn hóa ở xã Quảng Tân, hỗ trợ tu sửa nhà văn hóa ở xã Quảng Lộc, xã Quảng Văn, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, giúp đỡ trường học, trạm y tế các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Những hoạt động này không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân mà còn cung cấp ủy chính quyền địa phương duy trì các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cũng như nhiều địa phương khác, đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thương Hóa đang tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, những quản trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Qua gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Thường Hóa, huyện Minh Hóa đã hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí, với tổng nguồn vốn huy động thực hiện hơn 2 tỷ đồng. Theo kế hoạch, xã phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí là môi trường, văn hóa và giáo dục trong năm 2019. Tuy nhiên, Thường Hóa là một xã biên giới có các thôn bản cách xa nhau, là cách bãi rạc tập trung của huyện Minh Hóa, nên việc thu gom hay xử lý rạc thải theo quy định nhà nước là rất khó. Ngoài ra, có một số tiêu chí khác như tiêu chí thu nhập và nhà ở dân cư càng khó đạt do tỷ lệ hồ nghèo của xã còn khá cao, trên 32%. Do đó, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại ở thương hóa rất khó đạt. Sự tham gia đóng góp của người dân vào xây dựng nông thôn mới chủ yếu là đóng góp công sức lao động, làm đường, cải tạo đồng ruộng hay hiện đất đai, cây cối. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình dung chính sách xã hội, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, các ngành, cả cấp, và đồng tình chương trình sách xã hội trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã có sự chuyển biến rõ rệt. Để triển khai thực hiện tốt chỉ thị 40, thời gian qua, cấp ủy chính quyền trên địa bàn huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dung chính sách xã hội, tăng cường đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả thường xuyên nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đề xuất bổ sung điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn giải ngân kịp thời nguồn vốn để đúng tay người thụ hưởng. Theo đó, đến nay, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện đạt trên 455 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn là trên 1,9 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng so với khi chưa có chỉ thị 40. Số nợ cho vay đạt trên 453 tỷ đồng, tăng hơn 219 tỷ đồng so với năm 2014. Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống còn 7%. Tại huyện Lê Thủy, việc chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình dung chính sách xã hội, chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình, kế hoạch số 528 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã đạt được những kết quả tích cực, phát huy được hiệu quả các chương trình tình dung chính sách trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư, cấp ủy chính quyền các cấp ở Lê Thủy ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Hiện nay ở Lê Thủy đã có 28 trên 28 chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn tham gia thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện. Từ đó hoạt động của tỉnh xung chính sách tại địa phương đã được lãnh đạo chính quyền hiểu rõ và nắm bắt kịp thời nên việc giám sát chỉ đạo triển khai thực hiện được minh bạch, hiệu quả. Thì trong 5 năm vừa qua thì với địa bàn của xã thì tỷ lệ hộ nghèo cách đây 5 năm á là trên 90%. Thì hiện tại thì, thì, thì còn tỷ lệ hộ nghèo còn 49% giảm hàng năm thì đó có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm đang với công tác vay vốn tình dụng trên địa bàn. Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhân ủy thác cấp huyện, chính quyền địa phương và các trường dạy nghề trên địa bàn lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với dạy nghề nông thôn. Đồng thời, tiến hành bình xét cho vay ưu tiên các đối tượng đã qua học nghề. Bên cạnh đó, các hội đoàn thể các cấp hàng năm đều mời các chuyên gia về để giới thiệu kỹ năng trồng trọt chăn nuôi mới để cán bộ hội tuyên truyền hướng dẫn lại cho hội viên áp dụng. Có vay ở, ở ngân hàng chính sách xã hội thì vay gói về của việc làm được 50 triệu đồng. Thì cũng đầu tư vô ổi với dưa. Thì nãy đã dưa thì chưa thu hết quả nhưng ổi đã thu hết rồi. Một năm lợi nhuận được 80 đến 100 triệu đồng. Nhà thấy hiệu quả cao cáo thế chứ gia đình là cũng tiếp tục để phát triển thêm, trồng thêm mít với măng câu, nhãn vải và các loài khác. Đến nay, dư nợ ủy thác qua các tổ chức tín trị xã hội đạt trên 441 tỷ đồng, nơi quả hạn chỉ chiếm 0,19% tổng dư nợ nhân ủy thác. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ưu tiên dành nguồn vốn để hỗ trợ cơ sở vật chất và nguồn vốn cho vay chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, nguồn vốn nhân ủy thác của ngân hàng địa phương gần 2,6 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với năm 2014. Qua 5 năm, nguồn vốn này đã góp phần giúp trên 4.300 hồ ở Lệ Thủy vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 1.200 lao động, gần 3.800 học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 10.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng mới 384 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình có thu nhập thấp. Có thể khẳng định rằng, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí Thư về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với tình hình chính sách xã hội, thì tình hình kinh tế xã hội của huyện Lê Thủy tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng đảm bảo. Huyện ủy Huy đã ban hành chỉ thị số 21 để cụ thể hóa văn bản của cấp trên, đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân huyện xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn ngân sách hợp lý hàng năm cho ngân hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tình dùng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian tới, ngoài việc tập trung thực hiện tổ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các cấp, cũng như tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả sử dụng vốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn